Bổ sung canxi cho bé 3 tuổi là rất cần thiết, vì đây là độ tuổi bé đang rất cần canxi để phát triển về hệ xương cũng như chiều cao. Tuy nhiên, cha mẹ có thể chưa bổ sung canxi đúng cách cho bé. Do đó, tình trạng thiếu hụt canxi đối với trẻ 3 tuổi còn rất phổ biến. Hãy cùng tìm hiểu những cách bổ sung cho bé an toàn, hiệu quả và những lưu ý khi bổ sung canxi cho bé mẹ nhé. Những cách bổ sung canxi cho bé 3 tuổi như chúng ta đã biết canxi là một khoáng chất vô cùng quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Khi thiếu canxi, bé có thể gặp phải một số tình trạng như chậm lớn, còi xương. Việc bổ sung canxi cho bé 3 tuổi là vô cùng quan trọng. Bổ sung canxi cho bé 3 tuổi qua đường ăn uống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách bổ sung canxi cho bé an toàn nhất đó là từ thực phẩm. Bé có thể nhận được canxi thông qua chế độ ăn uống từ các thực phẩm giàu canxi. Cách bổ sung canxi này khá là hiệu quả và mẹ có thể bổ sung hàng ngày. Hải sản được coi là loại thực phẩm giàu canxi. Ví dụ như cua biển, tôm cá, sò, hàu. Ngoài ra, các loại rau xanh tưởng chừng chỉ giàu chất xơ như lại chứa một loại canxi đáng kể. Đặc biệt là súp lơ xanh có chứa lượng lớn canxi cùng với sắt, phốt phâu, kali, magie và mangan. Một số loại hoa quả giàu canxi như chuối, kiwi, mận Chúng sẽ cung cấp cho bé canxi và các vitamin cần thiết tốt cho sức khỏe. Cách bổ sung canxi cho bé qua đường ăn uống có một nhược điểm. Đó là mẹ khó có thể cân đo chính xác lượng canxi từ thực phẩm. Và lượng canxi mà bé nhận từ thức ăn được chỉ chiếm 50% nhu cầu cần thiết. Vì thế, để đáp ứng đủ lượng canxi bé cần mẹ nên bổ sung thêm qua những cách khác. Một lưu ý nhỏ, đó là thức ăn hàng ngày của bé phải cân bằng, không nên chỉ thiên về thực phẩm giàu canxi. Bổ sung canxi cho bé 3 tuổi từ thực phẩm chức năng. Như trên đã nói, bổ sung canxi cho bé qua thực phẩm là chưa đủ. Vì lượng canxi bé nhận được chỉ chiếm 50%, còn lại sẽ bị đào thải. Hiện nay có một cách bổ sung canxi đó là từ các viên uống canxi, bột canxi, thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, cách này phải kèm theo lời khuyên của dược sĩ hoặc bác sĩ. Ngoài ra, đối với một số bé biếng ăn, hệ tiêu hóa kém khiến cơ thể hấp thụ được rất ít canxi để bổ sung canxi và cải thiện những tình trạng trên mẹ có thể cho bé uống cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold. Cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold đã được các bậc phụ huynh tin dùng cho con em mình. Chất lượng của sản phẩm được khẳng định từ xuất xứ Nhật Bản và công nghệ sản xuất hàng đầu thế giới. Sản phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh có hiệu quả đối với những bé biếng ăn, rối loạn tiêu hóa, sản phẩm có chứa các khoáng chất cần thiết như canxi, kẽm, magie. Điểm nổi trội hơn so với các sản phẩm khác đó là ngoài enzyme tiêu hóa, nó còn chứa hàng tỷ các lợi khuẩn. Các enzyme tiêu hóa giúp phân cắt thức ăn, còn các lợi khuẩn sẽ tham gia vào việc cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Từ đó, hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn cho bé. Bé không còn biếng ăn hay thấy khó chịu do khó tiêu. Và bé dễ dàng hấp thu canxi từ thức ăn hơn. Một số cách giúp bé 3 tuổi tăng khả năng hấp thu canxi sau khi bổ sung canxi cho bé, mẹ nên tham khảo một số điều sau đây để giúp bé hấp thụ canxi dễ hơn. Hãy bổ sung canxi và vitamin D cùng với nhau. Vitamin D là một chất dẫn truyền canxi vô cùng tốt, vì thế bổ sung hai chất cùng một lúc sẽ giúp bé tăng khả năng hấp thu canxi. Cho bé tắm nắng vào thường xuyên mỗi buổi sáng sớm. Tắm nắng 15 đến 30 phút một ngày sẽ giúp vitamin D được tổng hợp nhiều hơn. Khi bé đang đói, không được cho bé uống canxi. Không bổ sung đồng thời canxi và sắt. Do cơ chế hấp thụ của chúng ngược nhau, nên bổ sung cùng lúc có thể khiến cả hai chất đều bị đào thải. Không cho trẻ uống sữa và canxi cùng lúc. Mùa đông trẻ có xu hướng thiếu hụt canxi cao. Mẹ nên chú ý việc bổ sung canxi cho con ở thời điểm này. Nhu cầu và vai trò của canxi đối với bé 3 tuổi. Nhu cầu về liều lượng canxi khi bổ sung canxi cho bé rất quan trọng bởi khi thiếu hay thừa canxi cũng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé. Nhu cầu về canxi của bé 3 tuổi Đối với mỗi một độ tuổi thì nhu cầu về canxi sẽ thay đổi. Bé từ 1 đến 3 tuổi cần khoảng 500mg canxi một ngày. Mẹ phải đặc biệt chú ý đến liều lượng canxi cho bé. Khi bé thừa canxi có để dẫn đến một số bệnh lý như rối loạn canxi máu, nhịp tim không đều, hạ huyết áp. Còn khi thiếu canxi bé có thể bị còi xương, loãng xương, hạ canxi máu, nhuyễn xương. Tầm quan trọng của canxi đối với hệ xương của bé 3 tuổi. Một trong những lý do phải bổ sung canxi cho bé 3 tuổi là để hệ xương của bé được phát triển theo tốt nhất. Canxi quyết định độ cứng cáp của hệ xương cùng với chiều cao của bé. Trong cơ thể, 90% canxi là nằm trong răng và xương và 1% canxi còn lại sẽ ở trong máu. Bé 3 tuổi cần phải được bổ sung canxi đầy đủ vì lúc này cơ thể cần rất nhiều canxi để cấu tạo nên hệ thống xương chắc khỏe canxi còn giúp răng bé được mọc đều ít bị sâu răng chiều cao của bé cũng được cải thiện một cách rõ rệt những ảnh hưởng khác của canxi đến sức khỏe của trẻ thiếu canxi không chỉ khiến bé xuất hiện những bệnh lý về xương mà còn ảnh hưởng không tốt đến hệ miễn dịch của bé canxi giữ vai trò điều khiển phản ứng miễn dịch nó là nguyên tố đầu tiên phát hiện những tác nhân xấu xâm nhập cơ thể từ đó, kích hoạt bạch cầu bao vây và tiêu diệt các tác nhân xấu. Bổ sung canxi cho bé 3 tuổi đầy đủ sẽ góp phần xây dựng một hệ miễn dịch khỏe mạnh cho bé. Ngoài ra, canxi nắm giữ vai trò rất quan trọng ở truyền dẫn thần kinh. Hệ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng nếu thiếu canxi. Cụ thể là, trẻ hay quấy khóc ban đêm, mất ngủ, ngủ kém, không tập trung, suy nhược hệ thần kinh. Một số tình trạng như, cơ bắp kém đàn hồi, cơ tim co bóp yếu, tiêu hóa kém, táo bón. Đó là những ảnh hưởng tiêu cực đối với cơ bắp cơ tim, cơ chân khi thiếu canxi. Để bé thiếu canxi trong một thời gian dài sẽ ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của bé. Và nó còn để hậu quả nghiêm trọng sau này như thị lực kém, chân tay mệt mỏi ở tuổi trung niên. Thời điểm bổ sung canxi cho bé 3 tuổi. Thời điểm bổ sung canxi cho bé cũng vô cùng quan trọng. Bởi vì khi bổ sung đúng thời điểm sẽ giúp bé hấp thu canxi tối đa và an toàn. Nên bổ sung canxi cho bé 3 tuổi khi nào? mẹ nên bổ sung canxi cho bé hàng ngày với ngưỡng cho phép bởi đây là tuổi bé rất cần canxi để phát triển đặc biệt khi mẹ phải bổ sung canxi khi quan sát thấy bé có một số triệu chứng cho thấy bé đang thiếu canxi như bé khó ngủ hay giật mình thức giấc giấc ngủ không được sâu bé quấy khóc đổ mồ hôi trộm bé chậm mọc răng chất răng kém dễ sâu mọc không đều tóc rụng theo hình vành khăn bé trở nên lười ăn nấc cụt chậm lớn chậm cao móng chân, móng tay yếu hay bị gãy. Bổ sung canxi cho bé 3 tuổi vào buổi sáng. Buổi sáng là thời điểm thích hợp để bổ sung canxi cho bé. Sau một giấc ngủ dài, cơ thể cần năng lượng cho ngày mới. Vì thế, bổ sung canxi và thời điểm này giúp bé dễ dàng hấp thu hơn. Bổ sung canxi cho bé sau bữa ăn sáng, và thời điểm thích hợp là sau một giờ. Sau khi bổ sung canxi, cho bé tắm nắng để việc hấp thụ canxi đạt hiệu quả hơn. Với một ngày hoạt động vui chơi của bé. Canxi sau khi được hấp thụ sẽ có thời gian gắn vào xương. Có nên bổ sung canxi cho bé 3 tuổi vào buổi tối không? Các chuyên gia khuyên rằng không nên bổ sung canxi cho bé vào buổi tối. Ở thời điểm này, cơ thể ít vận động, cơ thể hấp thụ và chuyển hóa năng lượng từ từ. Vì thế, canxi sẽ ít được hấp thụ và dễ gây ra hiện tượng lắng cặn canxi trong ruột. Khi bổ sung canxi cho bé trong thời gian dài có thể gây ra một số bệnh lý nguy hiểm. Ví dụ: trẻ khó ngủ, sỏi thận, sỏi tiết niệu. Tóm lại, bổ sung canxi cho bé 3 tuổi là điều quan trọng và vô cùng cần thiết. Mẹ có thể bổ sung canxi cho con qua đường ăn uống hoặc dạng viên uống, thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, với những hình thức uống mẹ phải tham khảo những người có chuyên môn. Hãy là một người mẹ thông thái để giúp con phát triển khỏe mạnh. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.